Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm clip là mình sẽ tháo cái em bốt 464 này ra, xem bên trong nòng phèo em này nó như nào. Đấy, đây là một chiếc này, còn thì tháo máy bị căng à. Rồi, ok, để đây. Đây, chiếc này còn vẫn đây. Nhưng mà quay sang bên này nha, quay sang chiếc này. Thì hiện tại cái chiếc này mình đã tháo sẵn rồi, mình chỉ có một mình thôi, tháo sẵn rồi. À, nhưng mà còn cái phần trên này thì mình chưa tháo. Mình mới tháo cái nòi bát này. Đấy, tháo cái nòi bát và phân tần. Và nhìn vào bên trong, thật sự thì trong các dòng đo bút thì mình thấy đây là cái dòng đầu tiên mà mình thấy cái phân tần như nó khủng như này. Đấy, rất nhiều những con tụ này, những cái cuộn cảm này, rồi cái bóng đèn của nó cũng nhìn cũng khác nha. Bóng đèn của nó nhìn nó cũng khác so với những cái dòng bút khác, như là 301 thì rồi 401 hay là kể cả là 601 cũng vậy. Cái bóng đèn nó khác nha, cái dòng này nó khác. Nhìn cái bộ phân tần rất là hầm hố. Cái đầu tiên khi mà mình mở ra mình nhìn thấy nó rất là hầm hố. Tiếp theo là đến cái bát này. Đây, cái bát này nó ở đây. Bát này ở đây thì các video mình cũng đã lần trước mình nói trong video khui thùng này. Cái bát này nó chỉ là một cái bát đã cộng hưởng rồi. Bên trong này nó không có gì cả. Nó tuy rằng nó cũng thiết kế là có gân loa, có màng loa, tuy nhiên nó đây nó cũng có cả nhẹ này. Thiết kế rung này, nhẹ này. Một cái bát chính của nó là đây này. Cái các bạn thấy như cái cục nam châm của nó to chưa? Cục nam châm của nó tay mình đặt vào nhá. Đây, tức là khi mà tay mình đặt vào đây rất là to. Mình cũng đã tháo gốc của nó rồi, bây giờ mình sẽ nhấc nó ra. Cái này đặt cầm ra nào. Ok, sau đây mình sẽ tháo nhấc cái bát này ra ngoài. Cuối cùng cũng đưa được em nó ra ngoài rồi. Đó, bát rất chỉ cái cục nam châm này. Cục nam châm đây này. Đây, các bạn phải hình dung là ví dụ như cái hộp này, hộp đồ mình xoáy nhá. Đấy, đặt lên tay mình này. Đấy, to đúng không? Đấy, gần hết tay mình nhá. Mình đặt lên cái cục nam châm, nhìn chưa? À, nó cũng chiều dài này. Đấy, bên này còn một chút và bên này cũng có một chút này. Đấy, các bạn mình hình dung nó to nó nhiều nào, cái cục nam châm của cái con 464 này. Đó, nhìn bên trong, nhện bên trong bát đấy, đẹp không? Quá là mới mẻ, quá là đẹp. Còn cái gân này của nó rất là chắc chắn đấy các bạn ạ. Dòng này được sản xuất từ những năm 2000 cơ, cách đây khoảng tầm 20 năm rồi, nhưng mà cái gân của nó nhìn vẫn rất là mới, rất là chắc chắn, không có dấu hiệu gì nào của cái sự là thay đổi thời gian cả. Ở bên trong nòng thùng này, tiếp theo thì mình sẽ tháo cái phần trên này. Tháo đến
chung và ghi chép ở trên. Chắc lắm các bạn, phải dùng cái loại lục giác này này. Đấy, đầu lục giác này tháo này chứ không phải là tô vít đâu. Chắc vì cái này nó chưa được mở bao giờ cả nên là những con ốc này của nó vẫn rất là chặt. Mở loa của cái dòng này lại khác, đặc biệt dùng ốc lục đăng ba con. Ồ, con này bị chặt ghê nhỉ. Nhấc được em này lên cũng là một vấn đề đấy. Mình nghĩ rằng bây giờ nhấc được em này lên cũng là một vấn đề đấy. Nhấc được cái nó chụp chung này là còn nó lên. Rồi, sẽ để mấy con cá ở đây. Nhấc ra xem nào. Tay quay một cái nhấc khó quá. Không hề dễ dàng các bạn. Dùng móng tay trong là nó mộc tự đó, cho các bạn nhìn vào bên trong. Mộc tự đây có một, đây có một cục nam châm nữa này. Đây là cái mộc tự nó này, ánh bảy sắc cầu vồng luôn. Đây ngược cái chung này cho mọi người cùng xem đó. Sản xuất là đây có phải ngày sản xuất không ạ? Made in Mexico nhá, đây là Mexico nhá, nhưng còn năm sản xuất thì mình chưa rõ là nó in về bao nhiêu. Nhưng mình nhìn cái nam châm của cái chung này cũng rất là hầm hố, to gần bằng cái loa luôn ạ. Rồi tiếp theo là chiếc bên này, mình sẽ lấy camera đây.
dưới nó hút vào nên là mình rất là khó nhấc ra. Đó, hai cái này thì giống nhau thôi. Nó có vẻ là hồng hố chưa? Đấy, chân này, đặc trưng của dòng lao út chân là cuộn này. Cuộn. Đấy. Cuộn chứ không hàn, bên này cũng vậy. Này nó cũng cuộn này. Cuốn xung quanh châm loa chứ không hàn. Đó. Đây là tổng thể chiếc loa của chúng ta. Rồi. Sau đây mình sẽ lắp lại chiếc loa và lắp lại và test thử một đoạn nhạc cho nhé. Đây là hai cái bát, một bát cộng hưởng và một cái bát chính của nó đây. Vâng, và bây giờ em đã lắp lại cặp loa rồi. Sau đây sẽ test một bản nhạc một phát là từ chiếc điện thoại này. À, đây là chiếc Omni Delong 2000 Series 4. PM 2000 Series 4. Đó. Test với cặp loa Bose 464. Sau đây xin mời mọi người cùng nghe thử một đoạn nhạc. Sáng nghe hoang vắng điều hiền trên
đã nói hẹn nhau. Mỗi giờ đâu tí ngọ giờ nơi đâu. Sao tôi biến đến phương trời nào, mỗi giờ đã nói.